thay mặt phòng ban Việt ngữ tiếng Hòa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Indonesia sẽ trả tự do cho 155 ngư dân Việt Nam. Nhật Bản tiếp tục cấp vốn ODA cho Việt Nam. Hà Nội cấm bán thịt chó vào năm 2021. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài ghi nhận các quan ngại về bánh trung thu siêu rẻ tại Việt Nam hiện nay. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào ngày 12 tháng 9 buổi chiều cho biết là 155 người dân Việt Nam đang bị bắt giữ tại Indonesia sẽ được trả tự do và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt cá trái phép. Mạng báo dân trí trích lời phát biểu của ông Joko Widodo như trên tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến viếng thăm của ông đến Việt Nam và dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới ASEAN 2018. Tại cuộc gặp lần này, hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thỏa thuận đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước ruột biển năm 1992 nhất quán trong lập trường về biển đông thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông doc và thúc đẩy sớm đạt bộ quy tắc ứng xử coc hiệu quả nhất hai bên đặc biệt chú trọng hạn chế tình trạng đánh bắt cá trái phép giải quyết vấn đề người dân tàu cá trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược được khẳng định sẽ được hợp tác chặt chẽ indonesia và việt nam vẫn còn một khu vực trồng lớn chưa phân định gần quần đảo natuna và đảo hòn cầu của việt nam một số ngư dân Việt Nam đã bị Indonesia bắt giữ và phạt tù gần đây nói rằng họ bị bắt khi đang ở vùng nước của Việt Nam. Những năm gần đây, chính phủ Indonesia đã thi hành các biện pháp mạnh đối với các tàu nước ngoài, đánh bắt cá tại vùng biển mà nước này cho là thuộc chủ quyền của mình. Theo thông tấn xã Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, Indonesia đã đánh đắm khoảng 300 tàu cá, bị cho là đánh cá trái phép trong vùng nước của Indonesia. Vào tháng 6 năm ngoái, Jakarta trao trả cho Hà Nội 690 người dân Việt Nam. Trong năm 2017, 4 người dân Việt Nam đã bị hải quân Indonesia bắn bị thương vì bị cho là đánh cá trái phép ở Natuna. Nhật Bản cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam để phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Thông tin vừa nêu được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Taro Kono cho biết trong phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10 cùng với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 13 tháng 9 tại Hà Nội ông kono cũng cho biết nhật đang mở rộng thị trường lao động ra nước ngoài ngoại trưởng nhật cho biết nước này đang cố gắng đưa ra một chính sách cấp giấy phép lao động mới để mọi người được chào đón tại nhật bản nếu họ sẵn sàng hòa nhập vào xã hội nhật bản theo ap hiện có hàng triệu người nước ngoài sống ở nhật bao gồm những người làm việc trong các chương trình đào tạo kỹ thuật hoặc các ngành công nghiệp ngắn hạn như nhà hàng xây dựng và chăm sóc người cao tuổi nhật bản có truyền thống chống lại việc chấp nhận lao động nhập cư Nước này đôi khi nới lỏng chính sách đó, nhưng sau đó tái áp đặt chúng trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Nhiều người Nhật không thoải mái với những người nước ngoài vì có thể không nói được tiếng Nhật hoặc không tuân theo kỳ vọng về cách cư xử. Theo cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản trong 5 năm 2012-2016, trung bình mỗi năm Nhật hỗ trợ ODA cho Việt Nam hơn 170 tỷ yên, trong đó có 2,3 tỷ là viện trợ không hoàn lại. Nhật Bản đang nỗ lực để chấp nhận thêm nhiều lao động nước ngoài Thông tin vừa nêu được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Taro Kono cho hãng AP biết hôm 13 tháng 9 tại Hà Nội. Phát biểu tại cuộc họp diễn đàn kinh tế thế giới tại Hà Nội, ông Kono cho rằng Nhật Bản đạt được giá trị gia tăng bằng cách chấp nhận người nước ngoài, đặc biệt là khi dân số già đi và tỷ lệ sinh thấp làm cho dân Nhật bị thu hẹp nửa triệu người mỗi năm. Theo ông Taro Kono, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đào tạo, tiếp tục hỗ trợ ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, hợp tác cải cách hành chính, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam. Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn việc Nhật Bản hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian qua. Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính công, xây dựng đô thị thông minh, hợp tác lao động. Ngoài ra hai phía cũng trao đổi về các biện pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, kinh tế. Ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y khẳng định là Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu heo và các sản phẩm heo từ Trung Quốc, trước lo ngại là bệnh dịch tả heo châu Phi. Ông nói thêm rằng tất cả các hoạt động nhập hiện nay là nhập lậu, cho nên phải tìm mọi biện pháp để ngăn chặn. Ông Thành cho biết là hiện Việt Nam vẫn chưa đưa ra lệnh cấm nhập khẩu thịt từ các nước đang có dịch này bởi 100% các lô thịt heo nhập chính ngạch đều được kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt. Báo chí trong nước đưa tin dự kiến trong vài ngày nữa, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì Hội nghị quốc gia về việc phòng chống dịch bệnh động vật thu đông và ngăn chặn dịch bệnh tả heo châu Phi lan vào Việt Nam. Nhưng trước mắt, phải kiểm soát các trường hợp vận chuyển động vật trái phép vào Việt Nam, ngăn chặn khách du lịch Trung Quốc mang thịt heo, sản phẩm thịt đã qua chế biến khi du lịch Việt Nam. Cục Thú y cũng khuyến cáo người dân không sử dụng hoặc vận chuyển heo và các sản phẩm nghi ngờ mắc bệnh từ nơi này sang nơi khác. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch bệnh dịch tả heo châu Phi đang hoành hành ở Trung Quốc và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam rất cao. Vì giá heo trong nước hiện nay cao hơn giá thịt heo Trung Quốc nên người dân và tư thương có thể sang các chợ giáp biên giới mua về tiêu thụ. Cũng theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, dịch bệnh dịch tả châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang ở Trung Quốc. Chưa đầy một tháng sau, dịch đã phát sinh và lây lan rộng, với tổng số heo bị buộc phải tiêu hủy là 10.000 con. Hiện vẫn chưa có cách điều trị hay vaccine nào có thể được dùng để bảo vệ các trang trại này. Thành phố Hà Nội dự kiến từ năm 2021 sẽ cấm bán thịt chó tại các quận nội thành. Chi Cục trưởng Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn vào ngày 13 tháng 9 cho báo chí biết là cơ quan này sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo cho thành phố về lộ trình vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó. Giới chức Hà Nội dự kiến là từ 3 đến 5 năm nữa sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội, bởi vì đây là những khu vực trung tâm có đông du khách quốc tế nên cần làm trước. Với khu vực ngoại thành, ông Sơn cho rằng cần thời gian để tuyên truyền vì những nơi này nuôi chó thả rông nhiều, khó quản lý và còn do tập quán ăn thịt chó của người dân. Chi cục trưởng thú Y Hà Nội nói với đại ý rằng Kế hoạch này có thể sẽ thành công bởi vì nhiều người dân ngày nay đã thay đổi nhận thức và dần từ bỏ thói quen ăn thịt chó. Ông còn nói thêm rằng nhiều tổ chức quốc tế cũng phản đối ăn thịt chó. Hơn nữa, thịt chó có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và quá nhiều chất đạm không tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Thanh Học lại cho rằng kế hoạch này rất khó thực hiện vì thịt chó là món ăn truyền thống của người dân Việt Nam. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 cũng ra văn bản khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thành phố Hà Nội hiện có trên 1.000 điểm kinh doanh chó mèo thương phẩm, giết mổ chó mèo. Cả thành phố hiện có khoảng 500.000 con chó mèo, trong đó trên 87% nuôi với mục đích giữ nhà, còn lại nuôi làm cảnh, kinh doanh hoặc làm thực phẩm. Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia trên thế giới còn ăn thịt chó, trong đó hầu hết là các nước châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, một số tỉnh của Philippines. Các nhà nghiên cứu quốc tế hôm 13 tháng 9 cho biết là thất bại trong việc đáp ứng các mục tiêu toàn cầu để hạn chế tăng nhiệt độ đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người bị tử vong liên quan đến nhiệt độ cao. Theo một nghiên cứu trước đó công bố trên tạp chí Climatic Change, mức tăng 3 độ C hoặc 4 độ C có thể làm tăng tỷ lệ tử vong từ 1 đến 9%. Đồng tác giả nghiên cứu mới, ông Antonio Casparini, cho biết hiện tại thế giới đang trên quỹ đạo nóng lên trên 3 độ C và nếu xu hướng này tiếp tục, thì nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân ở nhiều nơi trên thế giới. Vẫn theo báo cáo, các quốc gia Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam cùng với các nước ở Nam Âu và Nam Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất do tỷ lệ tử vong vì nhiệt độ cao. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc giảm nhiệt độ toàn cầu từ 1.5 độ C đến 2 độ C có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong ít hơn 1% ở những vùng ấm hơn như Nam Âu, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Ông Antonio, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cảnh báo có thể là đã quá muộn để ngăn chặn thay đổi khí hậu trừ khi các nước cùng hành động trước năm 2020 để giảm sự nóng lên toàn cầu. Bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân lên tiếng về quy định cho phép chính thức sử dụng đồng nhân dân tệ tại khu vực biên giới Việt Trung. Mạng báo thanh niên dẫn phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng ngày 13 tháng 9, rằng cần phải xem xét lại thông tư 19 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Trung mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hôm 28 tháng 8 vừa qua. Tôi thấy tất cả cái hệ thống pháp luật của chúng ta ban hành, như cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật này, tôi vừa trao đổi với anh Lưu Anh Hiển, chỉ cần chúng ta thực hiện đúng những cái gì chúng ta đã ban hành, thì là cái đất nước này nó cũng tốt lắm rồi. Theo bà Ngân, thông tư này được dư luận và các chuyên gia kinh tế phản đối mạnh mẽ với lập luận điều này là vi hiến và vi phạm pháp luật vì trên một đất nước không thể sử dụng hai đồng tiền bà ngân nhấn mạnh tuy quy định này chỉ áp dụng tại khu vực biên giới việt trung nhưng cần được xem xét lại thông tư này ngoài ra bà chủ tịch quốc hội còn cho rằng hiện nay nhiều luật đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực nhưng chưa thực hiện được do có quá nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, do đó dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật như hiện nay. Xin được nhắc lại, thông tư 19 được thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành hôm 28 tháng 8 về việc cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới Việt Trung bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 tới đây. Quy định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận vì cho rằng nó sẽ gây nguy hại đến nền kinh tế tiền tệ của Việt Nam. Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh là Vũ Nhôm, xin được gặp gia đình để thống nhất việc nộp tiền mặt, khắc phục hậu quả 203 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi liên quan đến việc mua cổ phần ngân hàng Đông Á. Báo trong nước cho biết thông tin trên hôm 13 tháng 9, trích kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra Bộ Công an đối với vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á Cơ quan này nói đã cho ông Vũ gặp người thân vào hôm 16 tháng 8, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy nộp tiền. Ông Phan Văn Anh Vũ, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, bị đề nghị truy tố tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra bổ sung cũng cho biết Vũ Nhôm đã có 4 lần gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu xác minh, kê biên tài sản nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó vào cuối tháng 7, Ông Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 9 năm tù giam về tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra Bộ Công an vào hôm 7 tháng 9 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị ra cáo trạng truy tố các bị can gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng tại Đông Á Bank. Hai bị can mới có tên trong kết luận điều tra bổ sung là ông Nguyễn Vinh Sơn, sinh năm 1959, và bà Phan Thị Tố Loan sinh năm 1970 đều bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tín dụng Đông Á Bank và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc Đông Á Bank bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm tài sản. Kết luận điều tra lần này cũng nêu tên ông Nguyễn Hồng Ánh, sinh năm 1962, cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận hành vi liên quan đến khoản vay 2.000 lượng vàng SGC tại Ngân hàng Đông Á. Với tin tức và thời sự cập nhật hàng ngày nhằm cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm. Chương trình truyền hình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do tường trình các diễn biến thời sự liên quan đến Việt Nam. Phương châm của chúng tôi là không tuyên truyền, không bè phái, không đã phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ ba tới thứ bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ hai tới thứ sáu trên mạng xã hội Facebook và trên YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt Ngữ Đài Châu tự do được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, bánh trung thu là mặt hàng đặc trưng vào dịp hội trăng rằm hàng năm. Lâu nay đối với các gia đình nghèo khó có thể cho con nhỏ thưởng thức một miếng bánh trung thu vì túi tiền của họ không thể khăm nổi. Năm nay bên cạnh các loại bánh truyền thống có giá từ mấy chục đến mấy trăm ngàn cả bạc triệu hay hơn thế nữa cho mỗi cái là xuất hiện nhiều loại bánh siêu rẻ được nói là nhập từ Trung Quốc. Những mặt hàng này được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Người tiêu dùng nhất là giới chỉ thu nhập ba đồng ba cọc có vui không khi thị trường có loại sản phẩm vừa túi tiền của họ như thế. Nguyễn Tuấn có bài tìm hiểu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trên mạng xã hội hiện nay có quảng cáo một loại bánh trung thu mini được cho là xuất xứ từ Trung Quốc và được bán với mức giá siêu rẻ từ 2.000 đến 3.000 đồng một cái, với rất nhiều hương vị khác nhau như cam, dâu, xoài, vân vân. Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại bánh trung thu này được nhập về với giá sỉ khoảng 300.000 đồng một thùng và mỗi thùng khoảng 120 đến 130 chiếc bánh. Nếu chia nhỏ ra thì mỗi chiếc bánh được bán với giá rất rẻ. Với mức giá siêu rẻ này nên nó trở thành món được nhiều người lao động thu nhập thấp và sinh viên lựa chọn. Chúng tôi có liên lạc với một chủ trang cá nhân rao bán loại bánh trung thu này và được cho biết qua tin nhắn. Loại bánh được nhập từ Đài Loan với trọng lượng khoảng 38 gram trên một cái và được bán theo kg với giá 90.000 một ký cho 25 cái và nhiều hương vị khác nhau tùy lựa chọn. Còn nếu mua với số lượng lớn thì sẽ giảm còn 80 đến -85 85.000 đồng cho một ký. Số lượng bao nhiêu cũng có, chỉ cần báo trước một ngày thì hôm sau sẽ có hàng và được giao hàng miễn phí. Đài Ái Châu tự do liên lạc với chị Phương Ngọc người chuyên làm bánh Trung Thu tại nhà và được chị cho biết giá thấp nhất đối với loại bánh trung thu nặng 50 g thì đã bán 20.000 đồng một cái và 200 g thì 80.000 đồng cho một cái. Nhưng khi nghe về là bánh giá 2.000 đến 3.000 đồng cho một cái từ Trung Quốc thì chỉ có trình bày. Thế thì, à, tất nhiên với một cái người làm bánh à, bằng thủ à, công thì cái mức giá đó thì không không bao giờ bán được tại vì nó không đủ cái tiền tiền để mình làm nữa chứ không phải là tiền để mua nguyên liệu cho nên với cái việc mà cho cái cái loại bánh trung thu mini ở Trung Quốc nhập vào Việt Nam càng lan như hiện nay thì đó là một cái cách giống như là cái cách để để tuồn những cái hàng mà kém chất lượng và à, có thể là đã, đã hết cái hạn sử dụng thì ta dán lại một cái đắt khác. Chúng tôi trực tiếp đến một quầy hàng bán bánh trung thu trên đường Lê Văn Sĩ ở khu vực quận 3 tại Sài Gòn để tìm hiểu thêm thông tin và được nhân viên bán hàng tại quầy Kinh Đô cho biết. công ty ví dụ như nó đã kiểm định nè có mộc đỏ rõ ràng đó đây là hàng công ty rõ ràng đó, có mộc định có mà, có dấu mọc rõ ràng chứ không phải là bán hàng à, tùm, tùm. À, những cái hàng đó thì chẳng qua nó nhập là những cái nguyên liệu của trung quốc nó làm thì anh biết rồi miễn nguyên liệu trung quốc là đa phần nó rẻ hết á nên nếu mà ai ham rẻ để ăn những cái loại đó thôi còn nếu thường sự á nếu mà hàng đồng hoàng á thì giá của nó phải như giá nó biết công ty có bảng giá rõ ràng đó đây bảng giá rõ ràng ở đây à, chứ không phải là mình muốn nói à hai ba ngàn đa phần là, là anh thấy những thấy những cái quầy là nó tự mở tự phát sinh đó là những quầy nó hay bán đó mặc dù được người bán quảng cáo hàng chất lượng mẫu mã đẹp nhưng nhiều người tỏ ra e ngại về chất lượng của loại bánh trung thu siêu rẻ này một facebooker tên tại hiền chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng dù được bạn bè trong công ty mua và mời ăn thử nhưng anh không dám động đến miếng bánh này vì anh cho rằng thực phẩm dơ sạch hiện nay lẫn lộn đẹp mắt nhưng chưa chắc an toàn vệ sinh một người dân tại Sài Gòn cho chúng tôi biết có cho tiền cũng không mua loại bánh này. Không bao giờ dám. Chính cái đài và hội đài công an hậu trực thu mười mấy ngàn chiếc bánh. Không có bao bì, không có nguồn gốc. Cho nên cái bánh trung thu này không bao giờ dám ăn cho thêm tiền, cũng không dám ăn nữa. Một trở ngại đối với người tiêu dùng hiện nay là khó có thể phân biệt được chất lượng của các loại bánh khác nhau, dù là bánh có giá cao như trình bày của chị Phương Ngọc cái bánh chất lượng với không chất lượng thì thật sự là khó nhận biết anh ạ rất là khó ở Việt Nam thì mình dựa vào cái thương hiệu ví dụ như những thương hiệu nổi tiếng như Đồng Khánh, Như Lan, BBK hay là Kinh còn mấy cái bánh mà nhỏ nhỏ ở Trung Quốc xuất nhập về Việt Nam thì thì nó chẳng có thương hiệu mà nó đi tiếng tàu mình cũng không biết đó là cái gì mà chỉ cần biết chỉ cần thấy tiếng tàu là có thể người ta không chọn mua nhưng mà để mà tháo cái vỏ đó ra bỏ cái ruột đó vào một cái vỏ khác thì không 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 nhận nhận biết được đó là cái bánh mà bánh 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 Trung Quốc hay là bánh Việt Nam rất là khó để biết. Anh Hùng, một chuyên viên y tế thuộc trường đại học y thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi qua tin nhắn rằng anh rất lo ngại về chất lượng của loại bánh Trung Thu siêu rẻ vì mức giá quá rẻ thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất lớn. Anh nhấn mạnh rằng những thành phần trong nhân bánh được xay nhuyễn dù được giới thiệu nhân sầu riêng, nhân đậu xanh vân vân nhưng người ăn hoàn toàn không biết được đó là gì. Còn theo chuyên gia Vũ Thế Thành, thạc sĩ quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm chia sẻ trong một bài viết của ông trên trang web của mình rằng Thực phẩm tàu không phải thứ nào cũng dơ, cũng kém an toàn, nhưng không thể phủ nhận thực phẩm tràn vào Việt Nam từ Trung Quốc. Chỉ nhìn về mặt an toàn thì còn nhiều điều bí ẩn chưa giải mã hết. Người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình bằng cách chỉ mua hàng có xuất xứ rõ ràng, nếu là hàng nhập phải có nhãn phụ, công ty nhập. Vị chuyên gia này còn viết thêm rằng vì bánh trung thu ở Việt Nam chỉ được làm ra và bán trong một số ngày trong năm, nên cơ quan an toàn thực phẩm ít khi đụng tới thời hạn bảo quản, trừ khi sử dụng chất cấm hoặc điều kiện sản xuất quá mất vệ sinh. Chúng tôi có liên lạc với cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thêm về việc quản lý nhập và bán loại bánh trung thu siêu rẻ này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng nay 14 tháng 9 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi tối nay 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ kính hòa cầu chúc quý vị một ngày đầy niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.